bình gỗ đây. Đèn lồng đây. Mình tới với cô nương ơi. Vậy ngươi có nói cho con trai kia biết thảm án của Tiêu Cục Nhiêu Thị năm xưa chủ mưu là ngươi không vậy? Năm xưa, nếu không phải ngươi ra lệnh cho ta, ta chỉ là một thương nhân, sao có thể gây ra thảm án động trời như vậy? Tiêu Cục Nhiêu Nhiêu lần này đúng không? Thảm rồi. Thảm quá. Trước có xa hàng vậy, ngay chắc con bị giết hết. Xấu xa mà. Sợ quá. Giết quá thì giết. Giết luôn cái này sao được? Dạ mà quá. Tôi thấy cái gã này đúng là đáng chết mà. Đáng chết lắm luôn á. Tụi nó thiệt á. Đáng chết. Đáng quá trời. Lão gia nhà ta có một lô hàng muốn tìm người vận chuyển. Biết được Nhiêu Tiêu Điều là nơi trọng chữ tính nhất trong nghề này, nên lão gia ta nhất quyết muốn giao cho Nhiêu Tiêu Điều áp tải chuyến hàng này. Ê là huynh không đuổi kịp đâu, họ đi được một tuần hương rồi. Vậy chắc vẫn chưa ra khỏi thành, ta thúc ngựa chạy nhanh, chắc chắn đuổi kịp. Huynh không đuổi kịp đâu, họ đi được núi mà. Đa tạ Dương công tử. Đúng là đồ đáng chết. Đáng chết hả? Đúng là đáng chết tuyệt mệnh. Đáng chết. Cô nó phạm một sai lầm, không thể nào tha thứ được. Đừng ăn nói bậy bạ nữa, đi thôi đến cửa hàng kiểm tra. Cha, giết hắn đi. Còn là tiết lộ, giết hắn đi. Đáng chết mà, xử trảm đi. Đưa thúc cho tên cướp đó. Ê, cướp thì giết người là chuyện lớn, con chỉ nói thôi làm sao gây ra được. Con đừng nghĩ lung tung, chuyện không liên quan đến con. Chạy cho lúc đó cha ta không thấy là tai nạn. Ta thật là hồ đồ. Ta đúng là hồ đồ mà. Hãy đem bức thư này đến kinh thành, giao cho thần quận Dương một cách nhanh nhất. Dạ. Đợi đó. Đem hai quyển sổ này đi nữa. Đại nhân đã ghi chép lại tình hình công việc đồng án và bách tính phạm huyện rồi. Đúng, đây là hai quyển sổ được đại nhân ghi chép rất là cẩn thận. Quá tốt rồi. Nhất định phải giao cho thận quận Dương, để thận quận Dương trình lên hoàng thượng, để hoàng thượng biết rằng đại nhân vì bách tính phạm huyện đã hao tâm tổn huyết ra sao. Xin đa tạ trước. Huynh nhất định phải đem bức thư và hai quyển sổ này đến kinh thành an toàn, đừng để xảy ra sai sót. Nhờ huynh đó. Đa tạ huynh. Nhờ huynh đó, xin hai vị yên tâm. Tiểu Mai cô nương, Phạm Tứ Dương đến rồi. Tiểu Mai. Ta đến để xin lỗi muội chuyện phí cô và Lý Tuấn. Hãy tha thứ cho ta. Tử Dương, huynh làm ta quá thất vọng. Sao huynh có thể làm ra chuyện như vậy? Huynh đã trở thành một con người khác rồi. Việc này thì có liên quan gì đến Lý Tuấn? Huynh ấy là người vô tội, sao huynh lại có thể kéo huynh ấy xuống vũng bùn được chứ? Ta không biết huynh ấy sẽ bị liên lụy mà. Huynh muốn nói với ta huynh có liên quan đến chuyện này phải không? Ta lợi dụng huynh ấy chỉ là để báo thù Trình Bản Kiều. Ta cũng không ngờ là hại huynh ấy. Chuyện này luôn làm ta khó chịu. Trong lòng của ta như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, ta không thể ngủ được. Ta cảm thấy rất hối hận. Huynh không thấy là bây giờ nói những lời này đã muộn sao? Huynh đã đạt được mục đích rồi. Huynh không chỉ đã kích được Trịnh đại nhân mà còn đã kích đến ta. Huynh đã mãn nguyện chưa? Là ta, ta đã trách lầm Trịnh đại nhân. Ta xin lỗi.
Lời xin lỗi này ta sẽ chuyển tới Trịnh đại nhân. Huynh về đi. Còn một chuyện nữa, cho dù cả đời muội không tha thứ nhất, ta cũng nhất định phải nói. Sao huynh lại đưa ta đến đây? Đây là nơi năm đó cha và ca ca muội gặp nạn đó. Vừa rồi không phải là huynh có chuyện muốn nói với ta? Chuyện gì vậy? Từ mai ta định nói chuyện này với muội từ lâu rồi, nhưng mà ta luôn nghĩ rằng chỉ cần tốt với muội, chăm sóc cho muội cả đời là sẽ có thể bù đắp được tội lỗi áy náy trong lòng của ta bấy lâu. Muội còn nhớ không vậy? Khi đó mẹ ta nói muội lấy trộm vàng ngọc, ta đã bị bà ấy uy hiếp. Nếu như ta không làm vậy, bà ấy sẽ nói hết chân tướng sự việc ra cho muội. Quỳnh, bây giờ nghĩ lại ta thấy mình lúc đó quá ích kỷ, quá ấu trĩ mà. Cái chết của cha ta, của ca ca ta thì liên quan gì tới chuyện này? Rốt cuộc Quỳnh muốn nói chân tướng sự việc nào? Quỳnh nói đi, Quỳnh mau nói cho muội biết rốt cuộc chân tướng là gì. Được, ta sẽ nói cho muội biết chân tướng. Chân tướng chính là năm đó là ta đã tiết lộ với hung thủ hành trình dẫn tiêu của cha muội. Là huynh, huynh đã tiết lộ sao? Phải, là ta tiết lộ chuyện đó. Ta chính là kẻ làm cho cha và ca ca muội bị nạn. Ta đã gián tiếp hãm hại họ. Hôm nay ta trước mặt muội, mạng của ta ở đây, giết ta đi. Mà muốn chém muốn giết thế nào thì tùy ý muội. Phạm Tử Dương, huynh thật rất giỏi giấu giếm. Đã nhiều năm trôi qua, huynh vẫn luôn che giấu ta. Vậy tại sao bây giờ lại nói ra? Tại sao hả? Tại sao bây giờ huynh nói ra? Vì muội cũng là vì ta. Đều là tại ta. Muội giết ta đi. Ta là người giết cha của muội. Cái nhà muội là do ta hại. Ta đã hại muội nhà tan cửa nát. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Muội hãy giết ta đi. Muội hãy giết đi, ta là hung thủ đi. Muội giết ta báo thù cho cả nhà muội đi. Muội hãy giết ta đi. Giết ta đi, giết đi, giết ta đi. Mình giết đi. Thực ra cái chết của hai người
không phải là tai nạn, mà là do con. Do con đã nói cho Phạm Tử Dương lộ trình của hai người, cho nên hai người mới bị hại. Đều là tại con. Lúc đó hai người dặn con nhất định không được nói lộ trình cho bất cứ ai khác. Nhưng mà con không nghe lời hai người. Cha, ca, là con đã hại hai người. Con sai rồi. Con sai rồi. Ông lão à, bổn vương biết là ngài rất thích uống rượu. Đây là loại rượu bổn vương đặc biệt đem về từ Nghi Châu, quê của đại nhân đó. Rượu Lang Lâm lâu năm. Vương già đúng là có lòng quá. Rượu Lang Lâm lâu năm là loại rượu nổi tiếng của quê nhà. Đa tạ vương già đã hậu đãi. Không có gì, không có gì. Ông lão à, ngài Trẻ Cầm Quân lại theo Khang Hy gia nam chinh bắc chiến, vì đại thành lập nhiều công lao hiển hách. Nè, ly rượu này bổn vương kính ngài. Vương già quá khen rồi, lão thần không dám nhận ly rượu kính này đâu. Ai, đương nhiên nhận được, đương nhiên nhận được. Các ăn. Phong lão à, ngài xem, những món trên bàn này đều là những món ăn quê nhà của ngài. Ngài thử xem. Dương gia, thử tính mà xem. Lão thần rời xa quê hương nhiều năm rồi, hương vị quê hương này làm lão thần ngày nhớ đêm mong. Đúng vậy. Phong lão à, người ta thường nói cây cao vạn trượng, lá rụng về cội. Con người mà xa cách quê hương bao lâu, quyền cao chức trọng, lập nhiều công danh, cuối cùng thì cũng cáo lão hoàn hương. Như vậy thì mới vẹn toàn viên mãn. Đà tạ vương gia đã nhắc nhở. Lão thần biết rõ, vinh hoa phú quý, tính mạng của bản thân và cả nhà do hoàng thượng ban ơn. Lão thần phải vì đại nghiệp thiên thu của đại thanh mà cống hiến đến hơi thở cuối cùng, dù chết ở đâu cũng chỉ một nắm mộ chôn thân mà thôi. Đại thanh có phong lão như vậy thì đúng là phúc của đại thanh. Chuyện này ta thật sự khâm phục ngài. Nhưng mà phong lão à, có từng nghĩ tới chuyện hiện nay hoàng thượng nghiêm trị tham quan? Ngài không phải tham quan, nhưng ngài có bảo đảm thủ hạ không tham vinh hoa phú quý, không tranh quyền đoạt lợi, thậm chí là còn muốn dẫm lên vai của chính ngài để trèo lên. Nói không chừng xảy ra chuyện gì có thể dẫn tới họa sát thân. Theo bổn vương thấy thì so với việc tiến thoái lưỡng nan thì tốt nhất ngài hãy sớm ngày cao lão hoàng hương đi, để không phải sống những tháng ngày nơm nớp lo sợ. Phong lão, ngài nói xem. Dương gia, xin thứ cho lão thần ngu muội, mong dương gia nói rõ hơn. Phong lão, bổn vương chỉ là đưa ra chút ý kiến kiến nghị thôi. Tuân Phủ Sơn Đông Yên Tư Thái là đồng hương với ngài, cũng là chỗ quen biết. Yên Tư Thái này làm người trung hậu chính trực, giỏi giang độ lượng, còn có vài phần
khi phạch dòng Phong lão gia thời trẻ nữa. Nếu Phong lão cao lão hoàng hương rồi, có yên tự thái tiếp nhận vị trí của ngài thì ý của ngài sao? Dương gia. Phong lão, bổn vương nhắc ngài nhớ một điều, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng có làm. Mọi chuyện trên đời nên cẩn trọng một chút đi, lúc có thể thoát thân thì mau thoát ra, đừng để sau này hối hận không kịp. Sao dương gia lại nói như vậy? Nói hay lắm. Phong lão, ngày 13 tháng 8 năm ngoái, ngài bao tất cả các cô nương ở Vạn Hoa Lầu, chắc là cũng tốn không ít ngân lượng. Chuyện này nếu như để hoàng thượng biết được thì e là Phong lão cũng khó lòng giải thích đây. Cáo lão hồi hương. Bẩm hoàng thượng, lão thật chu tác đã cao, công vụ bề bộn, gần đây giúp đỡ hoàng thượng làm việc luôn cảm thấy mệt mỏi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, lão thật to gan tiến cử tới hoàng thượng. Tuần phủ Sơn Đông Yên Tư Thái lên thầy thế thần. Yên Tư Thái là quan thanh liêm chính trực vô tư, cai quản Sơn Đông công lao to lớn, có nhiều kinh nghiệm, có thể đảm nhiệm chức đại thần quân cơ. Nhưng như thầy thế lão thật nhất định có thể phò tá và trợ giúp cho hoàng thượng xử lý tốt chính sự quân vụ. Hoàng thượng, tuần phủ Sơn Đông Yên Tư Thái từ lúc nhậm chức làm tròn chức trách, cần cù tận tụy cai quản Sơn Đông đâu vào đó, lại tra ra chuyện Trịnh Bán Kiều coi thường hoàng quy, tự tiện mở kho hoàng lương để lập công lớn. Xin hoàng thượng. Hỡi bẩm hoàng thượng, Yên Tư Thái trong năm đại nạn đã xử lý thỏa đáng dịp cứu tế ở Sơn Đông, về cơ bản không có bách tính nào bị chết đói hết, không có đại loạn. Hơn nữa thì... Hoàng thượng, thôi đi. Ai cười các ngươi kẻ tấu người hát, diễn kịch khúc tội đó. Qua sư tài. Có thần. Khanh nói thử xem. Bẩm hoàng thượng, thượng thư viết nhiệm quan duy hiện tại tả hữu duy kỳ nhất, triều đình trước giờ trọng dụng người tài, di thần cho rằng Yên Tư Thái cũng là nhân tài. Phải nói rất có lý. Chu Khắc Dụng có thần, chậm muốn nghe ý kiến của khanh. Bẩm hoàng thượng, di thần không hiểu rõ về Yên Tư Thái, nhưng di thần cho rằng việc bổ sung quân cơ đại thần nên giao cho đô sát viện khảo hạch, sau khi khảo hạch do hoàng thượng định đoạt. Nếu chỉ nghe những lời tán tụng của những người bên cạnh đã tùy tiện đề bạt, di thần cho rằng là sơ sài. Chu Khắc Dụng, tại sao việc mọi người khẳng định như vậy mà ngài vẫn bảo thủ giữ ý kiến riêng của mình? Lẽ nào ngài muốn trở thành người thay thế Phong đại nhân đảm nhiệm chức vụ quân cơ đại thần sao? Dương gia, di thần chỉ nói sự thật mà thôi, không hề có ý nghĩ đó. Chỉ nói sự thật à? Được, bổn vương cũng chỉ nói sự thật thôi. Yên Tư Thái từ khi nhậm chức tới nay chính trị thông suốt, lòng người hòa thuận, mưa thuận gió hòa, hoàn toàn là một cảnh tượng quốc thái dân an. Tiếc là sau khi Trịnh Bán Kiều nhậm chức, phạm huyện liên tiếp có biến, làm cho các huyện khác xung quanh gặp liên lụy không ít, cho thấy Trịnh Bán Kiều đạo đức đáng ngờ, làm cho người người quán trách. Hoàng thượng, nếu như Phong đại nhân đã cao lão hoàng lương, vậy Yên Tư Thái đảm nhiệm vị trí này là việc mà người người mong muốn, hợp lý lẽ thường, mong hoàng thượng xem xét. Được rồi, trước mắt những vị đại thần quân cơ hiện có vẫn có thể làm tốt công việc.
cho dù Phong Kiếm Ba cáo lão hồi hương cũng không ảnh hưởng đại cục. Hoàng thượng, những vị đại thần ở đây tiến cử một nhân tài, nhưng hoàng thượng diện cớ từ chối, cho thấy hoàng thượng không hề tin tưởng chúng thần, khiến vị thần không thể chịu nổi. Hoàng tích, thần dám ép chậm sao? Hỗn xược, trước mặt quan triều lại dám quân thần bất phân, hỗn xược mà. Hoàng thượng, thần nhìn thấy nhân tài có thể phò tá hoàng thượng lại bị từ chối, cho nên nhất thời kích động, ăn nói lung tung, hành xử vô lễ, mong hoàng thượng lượng thứ. Xem ra việc đưa Yên Tư Thái lên còn phải tốn thêm chút công sức nữa. Cha, trong thư Lý Quận Dương viết gì vậy? Sau khi cha xem xong để tâm sự trùng trùng vậy chứ. Lý Quận Dương nói cho cha, vị trí đại thần quân cơ hoàng thượng vẫn chưa gật đầu đồng ý. Lý Quận Dương kêu cha phải tốn thêm nhiều công sức nữa. Không phải cha đã trình báo việc Trịnh Bản Kiều từ tiền mở kho lương coi thường dư pháp rồi sao? Công lao này vẫn chưa đủ lớn hả? Đúng vậy, theo lý mà nói, dựa vào điểm này đáng lẽ hoàng thượng nên trừng trị hắn rồi, nhưng tại sao hoàng thượng chỉ cho bắt hắn lại rồi lại nhẹ nhàng thả ra ngoài? Ta gần như đã hiểu lý do tới giờ hình bộ vẫn chưa xử lý vụ án của Trịnh Bản Kiều. Nếu nói như vậy, Trịnh Bản Kiều chẳng bị hề hấn gì, vậy thì chúng ta không phải đã phí công rồi hay sao? Không thể nói như vậy. Cái việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng nắm bắt được sơ hở của Trịnh Bản Kiều, khởi tấu với hoàng thượng, đẩy hắn vào chỗ chết thật nhanh chóng, mới thể hiện sự chính công vô tư của cha trước mặt hoàng thượng. Cô làm như vậy mới có thể tạo ấn tượng với hoàng thượng. Nhưng mà cha, tên Trịnh Bản Kiều đó vừa không hám tài lại không phạm pháp, hắn ta có sơ hở gì để chúng ta nắm? Càng khó khiến hắn giết người, đổ tội cho người khác, sợ gì thiếu chứng cứ? Phạm Nhân Phú đưa huynh đệ sinh đôi thay hắn lên pháp trường, chuyện này không phải quá được hay sao hả? Không, cha, lúc đó cha mua chuộc hai tên cai ngục để giúp Phạm Nhân Phú mà. Sau này cấm người nói chuyện này. Đúng, cha nói rất là đúng. Phải nói là do Phạm Nhân Phú tự mình ngấm ngầm đánh tráo, thần không biết quỷ không hay. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa Phạm Nhân Phú ra, khiến Trịnh Bản Kiều phải gánh tội danh lạm sát người vô tội. Như vậy không những trừ khử được tên phiền phức Phạm Nhân Phú đó, mà còn có thể diệt cỏ tận gốc Trịnh Bản Kiều, nhất tiễn song điêu. Cha, cao minh đó. Nói vậy mình nghe được chứ? Đại nhân, Phạm lão gia đem chậu cây cảnh tới, đang đợi ngài ở hậu viên. Cha, nhắc Tào Tháo tới liền vậy. Cho hắn đợi ta đi. Dạ đại nhân. Bây giờ là lúc chúng ta mượn đao giết người rồi. Con dao này đến rất đúng lúc rồi. Đại nhân. Dạ. Đại nhân. Đại nhân à, tôi đem đến cho ngài một bảo vật hiếm có đây. Lần trước nhất thời hồ đồ nên đã xúc phạm đại nhân. Mong đại nhân không chấp nhất trong lòng. Xin hãy lượng thứ cho tôi. Ta và ngươi quen biết nhiều năm, ngươi là con người ra sao ta không rõ hả? Đúng, đại nhân nói rất là đúng. Chúng ta quen biết nhiều năm, hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc. Những việc mà tôi làm cho ngài không có gì đại nhân không biết. Hơn nữa, những bí mật của đại nhân tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mà tôi đối với đại nhân luôn nhất mực trung thành,
trời đất chứng giám. Hiện tại tôi đã vì đại nhân nghĩ ra một đại lộ, tôi đảm bảo sẽ không để cho ngài chịu thiệt thòi đâu. Thôi bỏ đi, không nói chuyện đó nữa. Chút tâm tư ấy của ngươi ta còn không rõ hay sao? Có phải ngươi muốn tìm một nơi để sống yên ổn hả? Có đúng không vậy? Phải rồi. Bây giờ đang có một cơ hội phát tài. Nếu như ngươi có thể làm được thì ngươi sẽ có tiền tài để mở rộng tiền trang. Nhưng mà nếu như ngươi làm hỏng gì lúc đó thì... Đại nhân à, chuyện đại nhân vào phó, tôi nhất định dốc hết sức của mình. Được. Lý Quận Dương đang cần một lô súng đó, nhưng nhất định phải tinh xảo. Chuyện này phải làm thật bí mật, không được để ai biết rõ chưa? Ngươi là một thương nhân thông minh thạo giác, ta tin rằng ngươi nhất định làm được. Tôi đảm bảo làm cho Lý Quận Dương và đại nhân hài lòng. Vậy ta sẽ đợi tin tốt lành của ngươi ha. Dạ. Ê, đại nhân. Cha, cha quên Yên Tư Thái đối xử với cha như thế nào hả? Hắn thấy cha không còn giá trị lợi dụng liền đá sang một bên. Nhưng mà lần này cha vẫn nghe theo lời của hắn sao? Lần này không giống. Không phải ai cũng có thể làm gì cơ Lý Quận Dương cả. Nếu như chuyện này thành công, chúng ta có thể bám lên cành cây cao chính là Lý Quận Dương rồi. Cha, cha nghe con khuyên đi cha. Chúng ta hãy mau rời khỏi nơi thị phi này đi. Đừng có dây dưa với Yên Tư Thái nữa. Nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tên Yên Tư Thái này muốn nịnh bợ Lý Quận Dương, nhưng hắn không có năng lực để tìm nguồn hàng. Nhưng cha còn có thể. Nhắc đến bình khí, con cũng có chút hiểu biết mà. Đây là cơ hội trời cho, chúng ta không thể từ bỏ. Cha nhất định không được tin những gì Yên Tư Thái nói với cha. Cha tài giỏi như vậy, sao đến chuyện này cha cũng không nhìn thấu được vậy? Cha cũng không hiểu luôn đó. Cha còn chưa nói là việc gì mà con đã ngăn cản. Con, cha phải mắc về đi gặp Yên Tư Thái không phải là vì gia nghiệp của Phạm gia, lo cho cuộc sống của chúng ta hay sao? Con không hiểu hả? Tại sao con không hiểu dụng tâm của cha chứ? Tại sao? Cha, vậy đi, con ngoan ngoãn ở đó, không được nói gì hết, cũng không được hỏi. Cha, cha đang chấp mê bất ngộ đó cha. Con được rồi, con mặc kệ, con không hỏi. Cha thích sao cứ làm vậy đi. Uổng cho con và Tương Lăng đều nghĩ cách thiếu thuận với cha, xem ra tất cả đã phí công hết rồi. Còn nói với cha vậy sao? Để khi chuyện thành công con sẽ biết được cha đã hao công tổ chức như thế nào. Đại nhân. Ngài nhìn xem, số súng này là tôi vất vả thu gom từ khắp nơi về. Tôi đang thương lượng với một thương nhân Nga để tiếp tục nhập lô hàng súng tinh xảo về đây. Phạm Nghĩa Quân. Dạ. Ngươi thật to gan. Ngươi dám tích trữ vũ khí, muốn làm phản hả? Hả? Yên đại nhân, do ngài kêu tôi chuẩn bị mà. Ta cho ngươi chuẩn bị. Nếu như ngươi muốn vu oan cho bổn quan, hãy tìm một lý do làm người khác tin được đi. Hả? Bổn quan là mệnh quan triều đình, thủ hạ binh sĩ đều có đủ, ta cần những thứ trác rưởi làm cái gì? Ta nói thật cho ngươi biết nè, ta nhận được mật báo định đến để bắt ngươi đi. Ngươi đâu? Dạ. Bắt tên ngươi tắt đây lại. Dạ. Yên Tư Thái, ngươi dám tính kế hãm hại ta. Phạm Nghĩa Quân, ngươi tích trữ vũ khí lại còn du không mệnh quan triều đình, cái này tội chồng thêm tội. Giải đi. Yên Tư Thái, Yên Tư Thái, ngươi là tên cẩu quan vô lại, tiểu nhân bị ổi. Yên Tư Thái, Yên Tư Thái. Súng tốt quá hả? Ngủ ở đây uống không tồi. Ồ, ngon quá ha. Ta hay tới đây lắm. Vậy huynh uống nhiều chút đi. Nè, uống đi. Được cách sáng. Uống đi. Cảm. Ta đã tìm nhiều nơi rồi, vẫn không thấy cha đâu hết. Sớm biết vậy ta đã không cãi nhau với cha.
Biểu ca, huynh đừng tự trách mình nữa. Chắc là Di Phụ bị lỡ việc gì đó nên mấy ngày rồi chưa quay lại thôi. Ta nghe nói đã bắt được một tên thu mua vũ khí trái phép có ý định tạo phản, đã trình báo lên hình bộ rồi, sẽ lập tức xử trảm. Nhưng mà ta nghe nói tên họ Phạm đó vẫn ở Phạm huyện, đã từng bị xử trảm rồi. Cái gì? Còn có người bị xử trảm hai lần sao? Thì đó, còn phải nói, ta cũng lần đầu nghe nói có người bị xử trảm hai lần. Chuyện lạ mà. Biểu ca, biểu ca, biểu ca, hắn ta mới chính là Phạm Văn Phú đó. Đúng rồi. Ta chính là ta. Sửa chữa đê điều ở nè. Giết đi. Hắn mới chính là Phạm Văn Phú. Đúng vậy. Giết đi. Tên vô lại không để sống được đâu. Đúng rồi. Giết đi. Giết hắn đi. Yên Tư Thái, ngươi là một tên tiểu nhân vô lại, dám dù hoàng hãm hại ta, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi. Phạm Văn Phú, ngươi nhân cơ hội đê sông Hoàng Hà cần sửa chữa, ăn bớt nguyên liệu, tham ô ngân lượng, làm hại người dân, tội đáng xử trảm. Nhưng người lại trộm cột đổi xà, rồi trốn đến Tây Nam, đổi tên đổi họ, tiếp tục làm điều săn bẫy. Đến bây giờ tích trữ vũ khí trái phép, mưu đồ làm phản, tôi không thể tha. Chú, những chuyện này ngươi đều biết hết, ngươi chính là chủ mưu đứng đằng sau. Ngươi đang muốn giết người diệt khẩu. Ngươi nói cái gì? Ta với ngươi đó hả? Phạm Văn Phú ơi, Phạm Văn Phú, ngươi ngậm máu phun người mà không nhìn xem ngươi đang phun vào mặt ai. Bổn quan thân là mệnh quan dị phẩm triều đình, sao có thể đồng lõa với một kẻ vô lại như ngươi? Ngươi có lộn không vậy? Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn đi, bạch tính ra đi, đang mắng chửi ngươi ra sao? Bây giờ mới xong lên đó, không những không cứu được Di Phu mà tính mạng cũng khó giữ. Biểu ca, mỗi xin quên đó, quên đường đi. Yên Từ Thái, ta luôn hết được trung thành với ngươi, làm rất nhiều chuyện, ngươi lại dám đổ hết tội danh lên đầu một mình ta. Ngươi chết tới nơi rồi mà còn không nhận tội à? Bổn quan nói cho ngươi nghe, bổn quan đã điều tra rõ ràng tất cả những việc ngươi làm rồi đó. Ngươi có một huynh đệ song sinh ở quê nhà, trước khi bị xử trảm lần trước, ngươi đã tráo đổi hắn thay vị trí của ngươi để hắn chịu chết thay cho ngươi. Phạm Văn Phú ơi là Phạm Văn Phú, ngươi đúng thật là quá nhẫn tâm rồi hả? Ngay cả huynh đệ song sinh của ngươi thì cũng dám hại, hôm nay bổn quan sẽ trừng trị ngươi. Theo pháp luật của Đại Thanh, hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi, cũng như trả thù cho huynh đệ song sinh của ngươi. Tổ quan! Biểu ca! Ai dám la vậy? Chứ là con hắn đâu. Tử Dương không thể để tên cổ quan này kéo cả Tử Dương vào chuyện này. Đi Từ Thái! Ngươi là đồ không bằng cầm thuốc! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở Sơn Đông, á bất dừng chúng là không ai biết chuyện này. Hành động độc ác của ngươi sẽ sớm bị phát hiện thôi. Ngươi sẽ không có kết cục đẹp đâu. Phạm Văn Phú, ngươi là người giàu bất chính, tàn hại người dân, tên huynh đệ song sinh của mình ngươi cũng không hề tha, là còn dám vu khống cho bổn quan. Hôm nay bổn quan nhận được công văn của hình bộ, hành hình ngươi tại đây. Giết đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết 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 đi.
lắm. Sắp rồi. Chém đi, chém đi. Đúng rồi, giết đi. Giết đi. Giết hắn đi. Giết đi. Chém đi. Giết hắn đi. Cha. Cha. Chị Tư. Ê, tử hay lắm. Tử hay lắm. Đấy mới đúng, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đáng đời mà. Ông ác thì chết đi. Đó. Trịnh Bán Kiều, tiếp theo sẽ tới lượt ngươi đó. Đại Nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Sẽ làm đồ ăn cho ngài nha. Ta không đói, cô ăn trước đi. Ngài phê duyệt công văn cũng lâu lắm rồi, mau nghỉ ngơi chút đi. Tiểu Mai, nếu như ta tính toán không sai, công văn của hình bộ cũng sắp tới rồi. Ta sẽ bị áp tải tới kinh thành thẩm vấn. Nhưng mà nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong, làm sao ăn nói với bách tính chứ. Ta xem thêm một chút, cô ăn trước đi. Nhưng cũng không thể không ăn cơm. Ngài cứ như vậy, công văn của hình bộ còn chưa tới được thì ngài đã bệnh đến mức bệnh luôn rồi. Tiểu Mai, xin đa tạ cô. Đa tạ cô tận tâm tận lực chăm sóc cho ta. Trịnh Bản Kiều ta tới Phạm huyện, ngoài phía cô ra thì không có một ai thân thích hết. Không ngờ tới bây giờ có cô, Diêu Tam, Lai Phúc, Ngô Lương Phương luôn bên cạnh chăm sóc cho ta. Trịnh Bản Kiều ta có chết cũng không tiếc. Tiểu Mai, Trịnh Bản Kiều cả đời nghèo khổ, không có gì đáng giá tặng cô. Chỉ có chiếc quạt này, ta vẽ hoa lan để thêm mấy chữ. Trong Mai Lan Cúc Trúc thì hoa lan là loại hoa trầm ổn bình tĩnh nhất. Tiểu Mai, cô tính tình nóng vội, rất dễ gây chuyện. Hy vọng cô có thể giống như hoa lan, trầm tĩnh hiền hòa, không nóng không vội. Cái quạt này ta tặng cho cô để làm vật kỷ niệm. Đại Dương, dù ý của Hoa Lan rất hay, những lời ngài nói tôi cũng nhớ rồi. Chiếc quạt này tôi nhất định sẽ bảo quản tốt. Nhưng mà Đại Dương, tôi tin là ngài nhất định biến nguy thành an, bình an vô sự. Hy vọng là như vậy. Đại Nhân, bẩm Đại Nhân, Tuần Phủ Sơn Đông Yên Đại Nhân tới. Nhanh điểm. Đại Nhân. Đại Nhân. Hạ quan Trịnh Bản Kiều, tham kiến Tuần Phủ đại nhân. Trịnh Bản Kiều, ngươi để bổn quan đợi quá lâu rồi.
Nhưng mà không sao, có gì muốn nói vào đại lao hãy nói đi. Người đâu bắt Phạm Quan trên mãn kiều? Dạ, về Tuần Phủ không được. Nè, Tuần Phủ đại nhân, ngài không có công danh hình bộ, sao có thể tới bắt Mệnh Quan triều đình được? Bổn quan là Tuần Phủ Sơn Đông, bạc triều cấp dưới, là chuyện bình thường. Nếu kẻ nào dám cản trở công vụ, bắt lại hết cho ta. Trịnh Bản Kiều, người thân là Mệnh Quan triều đình mà dám phạm pháp, nên muốn chống lại mệnh lệnh, đúng là tội chồng thêm tội. Nhưng đại nhân, Hạ quan không dám. Hạ quan cũng biết tự ý mở kho lương sẽ bị trừng phạt. Hạ quan vẫn đang đợi công dân hình bộ. Trịnh Bản Kiều, ta dựa cho hai tội đã cách chức người điều tra vụ án, sao phải đợi công dân hình bộ đây? Hai tội danh sau, nhưng đại nhân, điều này Hạ quan không rõ. Ta tự ý mở kho đúng là có tội, nhưng tội danh còn lại là gì chứ? Được được, nếu như ngươi đã tỏ ra hồ đồ thì ta không ngại chỉ rõ cho ngươi. Ngươi chưa kiểm tra rõ thân phận của Phạm Nhân Phú đã xử trảm hắn, mà không biết là xử trảm sai người. Vậy có sai không?